các mẹ. Video này mình sẽ chia sẻ về sự phát triển ngôn ngữ của bé 2 đến 3 tuổi. Ở giai đoạn 2 đến 3 tuổi thì con của chúng ta đã có thể làm được nhiều điều hơn, bé giao tiếp tốt hơn và có thể chơi được nhiều trò hơn. Vì vậy có rất nhiều điều mình muốn chia sẻ với các mẹ. 2 đến 3 tuổi là giai đoạn nhiều bé đã đi học mẫu giáo. Đây cũng là lúc mà bé có nhiều sự phát triển về mặt ngôn ngữ. Đầu tiên là khả năng hiểu. Bé hiểu được nhiều từ mới hơn, bao gồm cả động từ, tính từ, danh từ. Bé cũng hiểu được nhiều câu hỏi cơ bản như là tại sao, vì sao, bằng cách nào, như thế nào, hoặc để làm gì. Ví dụ khi được hỏi cái lược dùng để làm gì, bé có thể trả lời là để chải đầu. Bé cũng có thể hiểu được các từ trừu tượng. Ví dụ như khi bạn nói con ăn thêm một chút thì bé có thể hiểu được từ một chút ở đây nghĩa là chỉ còn một ít thôi chứ không nhiều. Bé cũng sẽ biết nhiều hơn về các đồ vật, con vật, về những người xung quanh mình, các màu sắc, hình khối. Bé ở độ tuổi này thì đặc biệt là hứng thú với các câu chuyện gắn liền với đời sống thường ngày. Bé có khả năng nhớ và thích được nghe bố mẹ kể lại những câu chuyện đó. Ví dụ như buổi tối thì bạn có thể kể lại với bé là sáng nay mẹ đã đưa con tới nhà cô Nga chơi, cô Nga đã cho con một miếng bánh sô-cô-la rất ngon. Hoặc là lúc con lên cầu thang, bạn Mỹ đã nắm tay con để con không bị ngã. Những câu chuyện như vậy đối với chúng ta có thể là những câu chuyện nhỏ, đôi khi có thể trôi qua. Nhưng đối với con trẻ lại là những câu chuyện thú vị mà qua đó bé có thể học được những bài học ý nghĩa, hoặc là nhớ lại những người tốt bụng mà mình đã gặp. Bé ở độ tuổi này còn có một khả năng tốt hơn so với giai đoạn trước, đó là khả năng lắng nghe với độ tập trung cao hơn. Đặc biệt khi bé hỏi người lớn một câu gì đó thì bé sẽ rất mong ngóng được nghe câu trả lời. Ví dụ như là bé hỏi mẹ đang làm gì đấy, mẹ có thể trả lời là mẹ đang nhặt rau con ạ. Đây là rau muống, con nhìn mẹ ngắt này, cái lá này bị vàng rồi, phải bỏ đi thôi. Cứ như vậy thì bạn nói với bé những câu rất là đơn giản, mô tả việc bạn làm. Bạn sẽ thấy rằng là bé có thể tập trung lắng nghe tốt hơn so với những giai đoạn trước. Bé cũng có thể hỏi về các sự vật, hiện tượng, âm thanh mà bé thấy, ví dụ như là con gì kia hay tiếng gì đấy. Và vì vậy thì bé rất thích đặt câu hỏi, hết câu hỏi này tới câu hỏi khác. Những câu hỏi có thể nối dài và cuộc trò chuyện giữa bạn và bé cũng sẽ được mở rộng ra rất là nhiều ý. Thêm một khả năng nữa đó là giai đoạn này thì bé có thể hiểu được và nói được các câu rất là dài, chứa khoảng 3 đến 4 từ quan trọng. Ví dụ như khi được 27 tháng thì câu dài nhất mà bé heo nhà mình nói được là con không ăn mứt dừa đâu, con ngồi chơi một tí rồi con ăn dâu tây. Như vậy là bé sẽ chú ý tới 3 vấn đề trong câu này, đó là mứt dừa, ngồi chơi và dâu tây. Hoặc như những em bé khác thì có thể nói được các câu dài như là bố lái ô tô đi siêu thị rồi, hoặc là mẹ đi chợ mua rau để nấu canh. Khả năng của mỗi bé mỗi khác, nhưng nhìn chung ở giai đoạn này thì bé đã có thể nói được các câu dài với nhiều chủ đề hoặc nhiều hành động nối tiếp nhau. Bé ở giai đoạn này cũng đã hiểu được mối quan hệ nguyên nhân, kết quả. Tức là bé hiểu được các câu như là cái áo bị ướt vì con làm đổ nước, hoặc con bị ọe vì con ăn miếng to quá. Vì khả năng hiểu của con ở giai đoạn này phát triển tốt nên khả năng nói cũng tốt hơn. Các câu con nói ra không còn bị thiếu nhiều từ như trước nữa, mà đủ để không chỉ các thành viên trong gia đình mà cả người ngoài cũng có thể hiểu được. Con cũng đã biết hỏi các câu như là có phải không, có đúng không, ví dụ như là mẹ mua đồ chơi này cho con đúng không. Bé tiếp tục hứng thú và biết miêu tả những gì bé nhìn thấy trong tranh ảnh. Ví dụ như là bố bắt bạn chó Milo trong bức ảnh, hoặc là bạn thỏ ôm củ cà rốt trong chuyện. Bé có thể tự mình kể cho bố mẹ nghe những câu chuyện bé đọc được trong sách truyện, hoặc là những việc bé chứng kiến trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như anh ở ngoài sân đi xe đạp, anh làm đổ xe đạp, anh bị đau, anh khóc. Bé cũng thích chủ động bắt chuyện với người lớn bằng cách gọi to để gây sự chú ý. Bé biết miêu tả việc mình đang làm như là con đang uống nước, con đang đọc truyện, con đang chơi ô tô. Bé có thể giúp bố mẹ một số việc nhà như bày biện bàn ăn, chuẩn bị bát đĩa. Bạn chỉ nên cho bé xếp bát đĩa nhựa thôi để tránh bị vỡ nhé. Đôi khi thì bé sẽ chủ động đòi bố mẹ để mình làm. Ví dụ như bé sẽ nói để con, hoặc là con cầm. Bé cũng đã biết cầm cốc uống nước khéo hơn, không bị đổ nước ra ngoài, biết đánh răng khéo hơn, biết rửa tay, lau khô tay, biết cầm khăn tắm lau khô người sau khi tắm, biết mặc quần áo và đi giày dép tốt hơn. Có nhiều việc hàng ngày bé đã thành thạo hơn ở giai đoạn này và bé biết nói về các hành động đó nữa. Bé có khả năng chơi một mình tốt và tự lẩm bẩm nói chuyện một mình trong lúc chơi. Thời gian bé chơi một mình cũng dài hơn so với các giai đoạn trước, sự tập trung cũng tốt hơn. Đôi khi thì bé chơi mà không để ý nhớ tới những người xung quanh đang đi lại hoặc đang làm gì quanh mình. Bé biết dùng lời nói một cách rõ ràng để bộc lộ cảm xúc, nhu cầu của mình. Ví dụ như là con sợ con chó, hay là con không tìm thấy bóng, bố tìm cho con. Đặc biệt ở giai đoạn này thì bố mẹ sẽ thấy bé rất hay nói từ không. Đôi lúc bé nói từ không với ý là không thích, không muốn, không phải. Nhưng đôi khi bé nói không như là một sự phản kháng, thậm chí thách thức bố mẹ, muốn xem bố mẹ phản ứng như thế nào. Cũng có lúc thì bé nói không để trêu đùa. Những câu nói của bé ở giai đoạn này sẽ rất thú vị và đôi khi khiến người lớn phải bật cười. Bé đang trong giai đoạn thích khám phá mọi thứ xung quanh mình, và ngôn ngữ chính là phương tiện giúp bé khám phá được nhiều thứ hơn, nhận được nhiều thông tin thú vị và bổ ích từ người lớn. Vì vậy bạn hãy trò chuyện với bé nhiều nhất có thể nhé. Hãy trả lời nhiều câu hỏi của bé nhất, dù đôi khi bé hỏi nhiều câu khiến bạn mệt mỏi,
hoặc bé hỏi những câu mà bạn cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng đó chính là những trải nghiệm và cũng sẽ là những kỷ niệm thú vị nhất mà cả bạn và bé sẽ cùng trải qua.